các bạn xem cây nguyệt quế phôi bonsai. Và cây này nó nhìn cơ bản thì nó có 3 thân. Mấy bữa. Và ở gốc nó thì nổi lên một cái vẻ xù xì rất là vòng gốc thì khoảng 60 cm, với chiều cao của cây thì chỉ khoảng 50 cm thôi. Như vậy thì cây này nó là một cây lục. Và đây là loại nguyệt quế lá nhỏ thân xoắn. Giống nguyệt quế cùng loại với cây ở Ủy ban Nhân dân thị xã Cai Lậy. Và giống này là giống đang được ưa chuộng hiện nay. Mặc dù nó không phải là loại có lá nhỏ nhất, nhưng mà nó là loại xoắn thân và hoa rất nhiều.